nhưng mà không có thấy nuốt nha, nhưng mà đổ thì nó tuôn xuống luôn. Đổ thì vẫn vô. Dạ. Nhưng mà không thấy nuốt ha. Dạ. Rồi khoảng bao lâu rồi mình mới để? Chào các bạn, hôm nay mình ở tại xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân. Mình cũng nghe nói từ câu chuyện của cậu ba mà mất mới 3 ngày về kêu ba mẹ đào lên nói còn sống. Nhưng mà đào lên thì cái xác của cậu bị kiến cắn lủng lỗ, nhưng mà đắp thuốc lành đó các bạn. Chết rồi mà đắp thuốc lành. Để mà cái xác không bị phân hủy mà đến bây giờ là 53 năm rồi các bạn. Mình sẽ dẫn các bạn đi vào và viếng thăm cái xác của cậu ba nha các bạn. Tại vì gia đình đã không có cho quay phim, mình năn nỉ lắm mới quay, lên quay phim cho quay được vài ba phút. Hiện tại mình đang ở ngoài lộ. Hiện tại mình đang ở ngoài lộ nè các bạn. Chút xíu mình sẽ vô nhờ cô dẫn vô quay phim một cho các bạn xem. Là câu chuyện huyền bí. Cậu mất năm nay nó 53 năm. Mất lúc 17 tuổi. Mình mới hỏi chuyện được. Rồi mời các bạn cùng theo chân mình đi viếng thăm cậu ba. Nơi đây cũng có rất nhiều người lâu lâu cũng đến viếng thăm các bạn. Có nhang nữa không? Mình đốt đây. Con cũng hôm nay đến đây để tìm hiểu cái về cậu ba hồi xưa mất á. Thì con cũng nghe nói mà con mới biết đây thôi, mới biết có ngày qua nay à, thành ra con mới lên đây con tìm mà hỏi từ hồi sáng tới giờ, là từ ở dưới chợ Giàm dưới hỏi dài lên là chỉ nhóc cái chân mà không biết chỗ, rồi lên nới trên này chút xíu hỏi có cái anh đó, anh chỉ có cái sân trống trước có nhà ngói xưa, thành ra nãy chạy ngang gặp thì con ghé lại hỏi. Nghe nói cái cậu ba này mất là móng tay với tóc còn da hả cô? Khô rồi đâu còn da nữa đâu. Dạ. Xưa thì có da. Cách đây khoảng nhiêu năm mà cô? 53 năm. 53 năm. Cái lúc cậu ba mất là nhiêu tuổi? Hồi lúc mất là 17 tuổi. Dạ. Vậy là năm nay cậu ba cũng 70 rồi. Dạ, 70. Dạ. Câu chuyện này ở An Giang mình chỉ có ở đây có thôi, ly kỳ. Dạ, con muốn tới đây tìm hiểu. Tại vì con kênh con làm bên tâm linh không à, dạ, con có những cái chuyện huyền bí đó, con đến tìm hiểu. Nhưng mà mình cũng gian dái gì lắm. Con cũng nghe nói hồi đó lúc mất mới có 3 ngày là cậu về kêu hả cô? Dạ, thì đó lúc mất 3 ngày là kêu đào lên. Kêu đào lên. Mà cái xác không có bị phân hủy hả cô? Không. Lên thì kiếm nó đục cái tay với cái miệng má nó xức thuốc lành. Xức thuốc lành lại luôn? Dạ, xức thuốc lành lại luôn. Để nằm cái bố mỗi ngày đổ lít nước. Là cái lúc đó mỗi ngày đổ lít nước vô miệng? Là cái xác còn tươi hoài. Xác còn tươi hoài nhưng mà không có thấy nuốt nha. Nhưng mà đổ thì nó tuôn xuống luôn. Đổ thì vẫn vô. Dạ. Nhưng mà không thấy nuốt ha. Dạ. Rồi khoảng bao lâu rồi mình mới để vô cái hộp kia? 9 ngày. 9 ngày mới để vô đây. Rồi cái lúc để vô là vẫn còn tươi luôn hả con? Dạ. Rồi tới giờ lâu rồi nó mới khô rồi. Dạ quá lâu rồi, tới 53 năm rồi quá lâu. 53 năm rồi.
đây là cái xác của cậu ba này mọi người. Thì có ai đến đây giếng cậu thì ở đây là địa chỉ gì hả cô? Ở này là huyện Phú Tân hả cô? Xã Phú Thạnh. Xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh cô An Giang. Lão luôn xuyên sao không biết huyện xã vậy trời. Huyện thì biết nhưng mà cái xã mình đâu biết ở đâu rành. Sao không biết được vùng Long Xuyên đây đó rồi. Không có ở Châu Thành à, chứ không ở Long Xuyên. Ở Bình Hòa. Dạ. Yeah. Ra xã còn không biết. Xã Phú Thạnh. Dạ. Yeah. 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 Yeah